Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái giải pháp để kiếm tiền trên Internet. Thí dụ như chúng ta có thể kiếm tiền trên YouTube, kiếm tiền trên website và kiếm tiền trên email. Thì trước tiên nói về kiếm tiền trên YouTube thì có lẽ là tất cả chúng ta hàng ngày có thể lên Internet và search vô trong cái kênh YouTube để xem các cái video như hài, ca nhạc hay hoặc là các video về kỹ năng sống, mẹo vặt vân vân rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta xem những cái video này thì chúng ta có biết rằng là khi xem những cái video này thì chủ sở hữu của những cái video này họ lại có tiền. Có nghĩa là thí dụ như bạn làm một cái video bạn đưa lên YouTube thì khi một người nào đó, một khách người nào đó xem cái video của bạn thì bạn sẽ có được tiền. Tôi sẽ minh chứng cho các bạn thấy được rằng là khi nhiều người người ta làm cái hướng kiếm tiền trên YouTube bằng cách làm những video có nội dung hấp dẫn thì số lượng người xem càng đông càng nhiều thì YouTube trả cho họ những cái mức thù lao rất là lớn. Ví dụ như chúng ta vào trong cái kênh YouTube, chúng ta search vào youtube.com, chúng ta thí dụ như chúng ta search vào trong cái từ khóa là nhạc remix gái xinh chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng này cái nó có một cái video gợi ý. Thí dụ như đây là cái video nhạc remix gái xinh chẳng hạn, ở đây nó ghi cái thời điểm mà người ta tạo ra cái video này là một tháng gì trước. Trong một tháng này chúng ta click vào trong cái video này để chúng ta xem thử coi là cái người này, cái nhóm này họ làm video này họ có được bao nhiêu thu nhập. Chúng ta click vào đây thì chúng ta thấy rằng là cái video này đã được xuất bản vào ngày 31 tháng 7 năm 2016, thì đến thời điểm này là đây là 10 tháng 9, tóm lại là khoảng 1 tháng 10 ngày chẳng hạn. Thì với 1 tháng 10 ngày này chúng ta thấy rằng cái thu nhập người ta với số lượng xem là 2.759.324 lượt view, thì cái thu nhập của người ta được là 4.138,99 đô. Thì với cái mức thu nhập này thì bạn thấy rằng chỉ cần làm một cái video mà họ có thể kiếm được một cái thu nhập gần 100 triệu trong vòng khoảng 40 ngày như thế, là bạn thấy với cái mức thu nhập rất là hấp dẫn. Như vậy thì làm sao chúng ta để có thể làm được những cái video cái nội dung hấp dẫn, thì chúng ta phải có những cái kỹ năng, nhất là kỹ năng làm video, kỹ năng lồng ghép nhạc vân vân. Thì cái này thì nếu các bạn có thể tham gia các cái khóa học hoặc là xem những cái video hướng dẫn trên mạng để chúng ta có thể thực hiện được cái việc làm các video hấp dẫn và các cái thủ thuật làm sao để chúng ta làm cho nó cái video chất lượng. Và sau những cái giai đoạn đó thì chúng ta lại thực hiện các cái thủ thuật, ví dụ như là share video để cho video chúng ta được cái nhiều người biết đến và nhiều người xem, thì như vậy thì nó mới đạt được cái yêu cầu. Đó là cách kiếm tiền về cái video. Tôi lấy thêm một cái ví dụ nữa. Trong cái thời điểm hiện nay, khi mà tôi đang làm video hướng dẫn cho các bạn, thì chúng ta xem cái video này, chúng ta xem cái bộ phim đây là Lật Mặt của ca sĩ Lý Hải, thì chúng ta click vào đây chúng ta thấy rằng là sao cái video này đã làm 5 tháng trước đó. Cái video này 5 tháng trước, và với cái video này thì chúng ta thấy nó làm ở đây là vào ngày xuất bản vào ngày 2 tháng 4 năm 2016. Thì với cái video này hiện tại có là 23.383.130 lượt xem. Thì với cái video này thì ca sĩ Lý Hải đã mang về cái thu nhập cho mình là 35.000 đô. Thì bạn thấy rằng với cái thời gian là khoảng 5 tháng đã có được cái thu nhập như thế này thì rất là khủng. Thì khi nhắc đến cái điều này thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là tại vì ca sĩ Lý Hải và các cái ekip làm ta chuyên nghiệp và nhiều người nổi tiếng, do đó các bạn cái video này đã đạt được cái doanh số như vậy là chuyện đương nhiên. Nhưng điều đó cũng chưa hẳn là chúng ta không làm được. Thí dụ như tôi quay trở lại cái video này, đây thì bạn thấy rằng trong cái video thí dụ như nhạc thì biết đây, thí dụ nhạc thì biết gái xinh hồi nãy mình đang sạc hồi nãy chẳng hạn, thì nãy mình cho thấy cái video này là một tháng trước thì nó có là 2.731.000 lượt xem chẳng hạn. Nhưng chúng ta có thể xem cái video khác,
Ở đây nó có một video là cũng là Liên Khúc nhạc remix chẳng hạn Trữ Tình, thì nó đã được thực hiện là 8 tháng về trước, thì cái số lượng xem của nó là 33 triệu 723 nghìn 494 lượt view. Thì với cái video này chỉ làm về nhạc thôi thì người ta có thể có được cái thu nhập như thế nào, mình click vào đây chúng ta xem thử. Và cái thu nhập người ta mang được về cho cái nhóm này, video này của họ là trên 50.000 đô la. Thì bạn thấy rằng là với cái thu nhập như thế này thì không nhất thiết là chúng ta phải giỏi về làm phim, như những cái bộ phim chuyên nghiệp, những diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nếu chúng ta biết cách làm thì chúng ta cũng có thể mang về một cái thu nhập rất là lớn. Đây là những cái nhóm làm, đương nhiên là họ có kinh nghiệm, họ là sẽ làm nhanh và có những cái sự bố trí nó sẽ đầy đủ và nó hấp dẫn về nội dung. Nhưng với những người mà mới tham gia thì liệu chúng ta có thể làm được hay không, thì điều này là hoàn toàn có khả năng làm được nếu chúng ta chịu khó học hỏi và tìm tòi. Thì với hình dung là nếu các bạn làm những cái video như thế này mỗi ngày, bạn kiếm về cái thu nhập cho mình là thí dụ như 10 đô chẳng hạn, thì trong vòng một tháng là các bạn có thể mang về cho mình với một cái thu nhập là khoảng 300 đô mỗi tháng. Thì với thu nhập 300 đô mỗi tháng này là một cái thu nhập rất là nhiều, một cái thu nhập mà gần như là một cái lương cơ bản của một cử nhân mới ra trường để làm việc. Thì bạn thấy rằng là ở nhà nếu chúng ta biết cách làm, chúng ta có thể kiếm tiền được cho từ YouTube, và rất nhiều những kỹ năng cần thiết để chúng ta thực hiện được làm những cái kênh video này nó có giá trị để được nhiều người xem. Thì các bạn có thể tham gia và tìm hiểu thêm những cái khóa chuyên sâu hơn về kiếm tiền trên YouTube, có thể tham gia tại website câu lạc bộ triệu phú.com chẳng hạn. Đó là chúng ta nói về cái cách kiếm tiền trên YouTube. Thêm một yếu tố nữa là khi kiếm tiền trên YouTube này thì chúng ta phải quan tâm thêm một cái điều, đó là cái điều khi chúng ta kiếm được tiền thì nó sẽ có những cái trường hợp là dẫn ra xảy ra là cái trường hợp là chết kênh YouTube. Thì khi kiếm tiền trên YouTube này chúng ta phải tính tới cái trường hợp là nếu bị chết kênh YouTube này chúng ta phải làm như thế nào. Thì đương nhiên là khi chết kênh YouTube này là nó tổn thất về cái thu nhập chúng ta rất là nhiều. Như vậy thì làm sao để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro này, thì chúng ta phải cần thêm một cái sự kết hợp tốt nữa, một sự kết hợp hoàn hảo, đó là sự kết hợp với website. Nghĩa là chúng ta làm những website để chúng ta bảo vệ kênh này. Đó là một trong những yếu tố mà nó mang cái tính cái tính chất phòng thủ và bảo hiểm được cái rủi ro khá tốt. Ngày nay với sự phát triển của Internet thì sự tiếp cận thông tin của nhiều người là như nhau. Như vậy thì ai có thể biến được cái lợi thế về công nghệ thông tin, kiến thức về thông tin trên Internet để tạo ra một cái nguồn lực để phát triển kinh doanh cho mình, thì người đó sẽ tạo lợi thế rất là đáng kể. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy với cái lượng mà người dùng Internet ở tại Việt Nam đã trên 45 triệu người rồi. Và như vậy thì với cái số lượng 4 trên 45 triệu người này, mà nếu chúng ta có chiến lược kinh doanh mà tiếp cận được với cái lượng người dùng như thế này, thì chúng ta thấy rằng là cái khả năng để cơ hội tiếp cận khách hàng chúng ta rất lớn. Vì vậy mà chúng ta không nên bỏ qua cái kênh đầu tư, cái kênh gọi là tiếp cận khách hàng thông qua Internet bằng cái website. Tại sao tôi nhấn mạnh ở cái chuyện là website? Bởi vì là các bạn biết, chúng ta có thể làm fanpage, chúng ta có thể làm những trang Google cộng, Trello vân vân, rất là nhiều thứ. Đương nhiên là với khi mà chúng ta có nhiều cái kênh mạng xã hội như vậy, nó tạo điều kiện cho chúng ta phát triển kinh doanh là một điều rất là tốt. Nhưng đương nhiên là nó có những cái rủi ro, những khó khăn. Như vậy thì để chúng ta tạo thêm cái kênh website để nó bảo vệ cái kênh YouTube này, thì đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo. Và cái ưu điểm của cái việc mà tạo cái website này nó mang cho chúng ta thêm những cái ưu điểm như sau. Đây là chúng ta xây dựng những cái hệ thống website. Khi xây dựng cái hệ thống website này thì sau khi xây dựng xong thì cái hệ thống website này nó sẽ chạy tự động, nó tự tìm khách hàng và thu thập data khách hàng. Và có được cái data, cái cơ sở dữ liệu khách hàng này, chúng ta có thể thực hiện cái việc marketing, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Thì cái việc xây dựng website này giúp cho cái việc phát triển kinh doanh trên Internet một cách thuận lợi. Kế tiếp là cái tính năng của những website này như thế nào. Sau khi xây dựng xong thì các website này nó sẽ đi đi tìm khách hàng một cách tự động. Và khi tìm xong thì website này nó sẽ giới thiệu cái khách hàng
ở đây giới thiệu khách hàng này cho đối tác. Thí dụ như chúng ta làm đối tác của Clickbank, đối tác của Amazon hoặc là eBay chẳng hạn, thì sau khi website chúng ta đã giới thiệu khách hàng cho các cái đối tác này, thì cái việc còn lại là các cái đối tác này sẽ giao hàng trực tiếp cho khách hàng này, và cái đó là cái đối tác sẽ thanh toán hoa hồng cho chúng ta thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc là check chẳng hạn. Thì với cái hình thức mà tạo xây dựng cái hệ thống website thông minh như thế này, tự vận hành như thế này, thì nó giúp cho chúng ta có thêm một nguồn thu nhập thụ động từ cái việc kinh doanh trực tuyến, hoặc là chúng ta khi website chúng ta đã có cái lượng truy cập cao, có thứ hạng cao chẳng hạn, thì chúng ta có thể đặt quảng cáo, cho thuê quảng cáo, chúng ta đã kiếm thêm cái thu nhập từ website. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà các bạn có thể thực hiện tại nhà, bạn có thể kiếm thu nhập tại nhà. Và cái việc này nó không có khó lắm, chỉ cần là bạn biết sử dụng Word, sử dụng Internet và biết sử dụng máy tính, thì là ba cái yếu tố này có thể giúp cho bạn kiếm được thu nhập tại nhà một cách chính đáng, một cách tiện lợi, nhanh chóng. Đó là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn. Bạn có thể tìm hiểu và tìm hiểu sâu hơn hoặc là tham gia các khóa học của chúng tôi. Kế tiếp nữa là chúng ta nói đến một cái tính năng thứ ba, cái tính năng nữa là cái tính năng về cái email. Bạn có hình dung là nếu chúng ta có một cái danh sách khách hàng, một cái data email khá là lớn, và nếu chúng ta làm đối tác cho một cái đối tác ở nước ngoài kinh doanh một cái sản phẩm nào đó, chúng ta gửi email giới thiệu sản phẩm cho họ, và sau đó khách hàng thực hiện cái việc mua hàng, thì chắc chắn là đối tác sẽ trả cái hoa hồng cho chúng ta. Thì như vậy thì với có cái data khách hàng như vậy, nếu chúng ta biết sử dụng các cái email marketing tốt, thì chúng ta cũng có thể PR các cái sản phẩm dịch vụ giới thiệu cho khách hàng, cho đối tác, và thực hiện việc mua hàng, thì như vậy chúng ta có được hoa hồng. Và ngoài ra thì cái tính năng của email nó là giúp cho chúng ta bảo vệ được cái sự rủi ro khi các cái kênh, cái trang fanpage của chúng ta đã hái ra tiền. Thì cái việc làm thế nào để có thể bảo vệ tốt hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ở trong những cái phần chuyên sâu hơn. Có nghĩa là chúng ta sẽ tạo dựng một cái bộ kết hợp hoàn hảo giữa các cách kiếm tiền trên YouTube, xây dựng các hệ thống website để bảo vệ kênh YouTube này, và tiếp đó là chúng ta xây dựng cái hệ thống email tự động. Và tất cả cái này, ba yếu tố này, nó sẽ vận hành một cách tự động, hoàn toàn tự động. Có nghĩa là xây dựng xong thì hệ thống sẽ tự vận hành, tự mang về thu nhập cho chúng ta. Như vậy chúng ta chỉ tốn một thời gian rất ít để thực hiện cái việc gọi là xây dựng cái hệ thống này, và sau đó thì chúng ta có thể có được những thu nhập một cách đều đặn thường xuyên ở trên Internet. Nếu các bạn đã có những kiến thức về kiếm tiền trên YouTube, kiếm tiền website, kiếm tiền email, thì cái sự chia sẻ của chúng tôi vừa rồi giúp cho các bạn hệ thống hóa lại được cái kênh kiếm tiền của các bạn, giúp cho các bạn giảm thiểu được rủi ro và mang lại cái hiệu quả cao hơn. Còn nếu bạn là người chưa có nhiều kiến thức về cái kiếm tiền ba kênh này, thì các bạn có thể tham khảo trên Internet, hoặc là bạn có thể tham gia các khóa học của chuyên viên sau của chúng tôi, để chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn xây dựng cái hệ thống kinh doanh này một cách hoàn chỉnh, giúp cho các bạn có những nguồn thu nhập ổn định đều đặn hàng tháng. Bạn có thể làm tại nhà, dù bạn có thể là những người lớn tuổi hoặc là về hưu, thì bạn cũng có thể thực hiện kiếm tiền thông qua cái kênh này một cách chính đáng và một cách đều đặn. Hy vọng rằng là sẽ được chia sẻ cho các bạn có những nhiều kiến thức hơn ở những cái video chuyên sâu hoặc là những cái khóa học online của chúng tôi. Nếu các bạn ở xa thì bạn có thể đăng ký tham gia các khóa học online của chúng tôi. Nếu các bạn ở gần, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì bạn có thể tham gia các khóa học trực tiếp, khóa học offline và được hỗ trợ online, vân vân. Nếu bạn ở xa, bạn có thể học online. Thì với sự chia sẻ và có những thông tin của website, thì bạn có thể vào đây để đăng ký trực tiếp, để có thể học trực tiếp online từ chúng tôi, nhằm chia sẻ cho bạn những kiến thức quý báu về cách kiếm tiền trực tuyến này. Hy vọng hẹn gặp bạn các bạn ở các khóa học. Xin chào và hẹn gặp lại.